Nghỉ bệnh tụi bay. Ba mẹ tao ở nhà chứ cũng không nghĩ tôi cực thế này đâu. Em nói thiệt với đại ca, em mà biết đi đói khổ như vậy á thì em đã ở nhà. Cái chín rồi đó, ăn đi. Ăn đi. Chết cha rồi, tao đói bụng quá. Bà ơi, cho tao miếng nước đi bà. Thôi mẹ ơi, khát nước thì mà quà. Uống ít thôi nha. Đẻ đi. Đại cá ra hả? Đại chiếc cả đám đó con. Ít thôi. À! Trời đất ơi. Thôi, đi lẹ đi tụi bay. Ngồi dậy đi đi. Đi. Sao tụi bay chậm rề rề vậy? Để lên. Mệt quá. Đẻ lên đi. Mệt quá à. Đẻ lên. Ơ, đại ca. Đỡ nó dậy đi. Mày đi nổi không? Đi mệt tí xíu đi ca ơi. Đỡ nó dậy đi tiếp đi. Thôi đi tiếp đi. Đi không có nổi nữa đâu. Đại ca. Mày có chạy đi được không? Hả? Đại ca đá đi vậy có đi được. Có sao không? Sao?
bây giờ mới thổi chúng mà coi rõ rồi hả? Nghĩ tới lúc mình tìm được kho báu, ráng lên đi nha. Ráng lên nha. Ra đi. Không tìm được kho báu á, tôi là một xương khô rồi. Ra đi. Mày không má. Ra đi. Đại ca. Mày sợ chết á? Mày chạy trước đi. Tao có thằng này em như mày. Thôi mà đại ca. Đại ca đuổi tôi phải không? Mày đi đi. Đại ca cứu tôi đi. Tôi không cần nữa. Mày thôi đi. Đại ca, em xin đại ca đó. Đại ca. Còn mày nữa. Mày đi học luôn đi. Tôi không cần nữa. Quân. Đi. Cút đi. Quân. Từ đây mày đang mệt cầm sao nói buông đi. Em tưởng đại ca định quăng luôn chứ. Đại ca định bỏ thằng Quân thiệt hả đại ca? Hoàng, tao không muốn biết tới nó nữa. Vậy nhưng mà nếu như có thằng Quân ở đây tao đó đại ca nghe. Đại ca. Đại ca sao vậy? Chết rồi. Chết máu rồi. Mẹ đó. Xui xẻo gì đâu à. Tao cũng nhớ mình xưa. Hồi tao còn nhỏ, ngày nào tao cũng ra bãi biển nhặt vỏ sò. Chiều tới đây mấy đứa bạn đã tắm biển. Còn bây giờ tụi nó mỗi đứa một nơi rồi. Chỉ còn lại tao với thằng Hải thôi. Mà em thấy như đại ca đâu có ưa nó. Đó là cái chuyện của hai gia đình ngày xưa. Lâu lắm rồi. Tao với nó đều là con một. Nhưng mà ba mẹ của nó chiều nó lắm. Suốt ngày chăm sóc, nâng niu. Chẳng buồn như tao. Mà toàn tức lưỡng nóng tính lắm. Mẹ con tôi sợ lắm. Ngày trước tao chỉ muốn mình lớn thật nhanh để có thể thoát khỏi cái gia đình đó. Đại ca còn có gia đình. Còn em thì... Biết đâu, đó lại là may mắn của mày. Đại ca giỡn em hoài. Ai mà không muốn có gia đình hả đại ca? Hôm nay là làm thâu mày. Dạ. Ngồi đây chút nữa, mày sẽ thấy trăng sáng trên bầu trời. Ở thành phố nhà chọc trời, chắc là không có mấy khi mình nhìn thấy ánh trăng đâu. Thôi, đi đi. Tí nữa sóng biển lên á, nhấn chìm tao với mày đó.
Bây giờ đại ca là thương binh rồi đó. Mày thích á thì cứ việc đi, chứ tao nhầm nhỏ gì. Đại ca lại em hết hồn. Tao với mày còn hên á. Ở cái đất khỉ ho cò gáy này mà kiếm được 2 trái dừa. Chân đại ca còn đau mà sao đại ca leo cao dữ. Khi đói đầu gối cũng phải bò. Mày tưởng á tao chỉ biết ăn không ngồi rồi thôi hả? À, uống đi. Em cảm ơn đại ca. Ngọt không? Ê, tao nữa. Ăn đi. Dạ. Đại ca, ăn cơm dừa này á ngon ý như là ăn thịt luôn đại ca ha. Còn tao á nghĩ là uống nước dừa y như là uống bia vậy đó. Như vậy đó, tao với mày có bữa nhậu hoành tráng rồi. Dạ. Thôi nghỉ sớm đi, mai còn đi tiếp. Dạ. Đại ca ơi, bà ơi. Đại ca ơi, cứu em. Đại ca, đại ca. Đại ca ơi. Gì? Ngủ đi. Hình như em nghe tiếng cái thằng Quân đó đại ca. Tao nói mày đừng nhắc tới nó nữa đâu mà. Đại ca, tiếng của thằng Quân thiệt á. Mày khùng hả? Mày mắc bệnh hoang tưởng rồi. Đại ca, không phải đâu. Đúng là thằng Quân mà. Em nghe rõ ràng tiếng nó đang kêu cứu kìa đại ca. Đại ca, đúng là nó mà đại ca. Nếu đúng là nó thì tao cũng kệ. Đại ca, đại ca ra đây nghe thử kìa, đúng là tiếng đang kêu cứu đó. Đúng là nó mà đại ca. Sao vậy đại ca? Nó đi theo hướng ngược lại, làm sao mà gần đây được. Nhưng mà lỡ như nó đổi ý, nó hối hận quay về thì sao hả đại ca? Đi thì dễ, quay lại với tao hơi khó đó. Đại ca, dù gì thì nó cũng muốn quay về rồi. Hay là mình chạy ra đó coi sao vậy đại ca? Đại ca, em đang nghĩ đại ca đó. Đại ca nể tình nghĩa anh em, từ bấy lâu nay nó đi theo đại ca. Đi nha đại ca. Đại ca, thằng Quân nó mà chết á, đại ca có vui không? Tưởng mày đi luôn rồi chứ.
Mày có sao không? Em biết lỗi rồi. Trên đường quay lại. Ai vậy? Đại ca ơi, cứu em đi đại ca. Đã sâu đó. Đợi xíu nha. Cứu đâu đi mà. Quân, mày cầm lấy dây nha, rồi tao kéo mày lên. Dạ. Nè. Cầm lấy dây đi, tao kéo mày vô nè. Bám chắc nha. Bám chắc nha. Nè, tí nữa mày leo lên á, rồi bước trên cái tảng đá này nha Quân. Rồi. Bám nhau Quân. Quân đưa tay đây, đưa tay đây. Nghỉ xíu đi, đèo nãy giờ có được đâu. Không, để em kéo đại ca lên bằng một cách. Tụi em còn sức mà. Thôi, tụi bay còn đã ngủ luôn đi. Sáng mai rồi tính. Đại ca, nắm vô dây đi. Thôi đi, tụi bay mệt hết rồi kéo sao nổi. Ta đã nói rồi, ngủ đi. Sáng mai rồi tính nghe chưa. Đại ca, đại ca không sao thiệt hả? Tao không sao đâu. Tụi em kéo đại ca lên nha. Khuya vậy cha còn uống trà sao ngủ được. Mấy bữa con đi vắng, đêm nào mà cha không uống trà, có sao đâu. Cha, bộn cha không tò mò con đi đâu sao? Cha tin con, dạ lại có thằng Hải này đi chung nữa, cha con yên tâm. Thôi, cha đi vô ngủ đi, ngày mai á con sẽ có một món ăn rất là ngon dành cho cha. Món gì? Hủ tiếu hay là bánh canh? Không phải. Hay là lo bánh nào đó? Bánh bông lan phải không? Bây giờ mày biết bà không nói cho biết phải không? Dạ không. Nó là một bị đòn. Chá, chá. Bị đòn. Nói không? Cười quá à. Nói không? À. Dạ. Cô chào chú. Chào cháu. Đi đâu mà tối vậy nè? Con xin lỗi vì đêm khuya rồi còn làm phiền chú. À, có gì đâu. Qua dạ. Đây có chuyện gì không? Dạ thật ra là con qua đây để con nói chuyện riêng với các cháu một chút à. Vậy hả? Thôi hai đứa nói chuyện đi. Dạ. Bác vô nhà. Dạ. Ê. Ngày mai đi nhé. Anh mắc cười quá. Tôi chưa chuẩn bị gì hết sao đi anh được. Công lên việc xuống gì đâu mà không đi được hả? Nè, tôi không có nhàn rỗi giống như anh nha. Tôi phải sắp xếp công việc, rồi chuẩn bị tư trang nữa mới đi được. Ủa, cô quên mất mục tiêu chung rồi hả? Hả? Rõ ràng là tôi không có quên, nhưng mà không có thể nào dịu dàng được. Tôi đã nói là cô không cần phải chuẩn bị cái gì hết. Cô hiểu không? Tôi đã xin phép cho cô rồi. Cô chỉ việc đi thôi. Anh Hải. Hả? Sao anh ích kỷ và vô trách nhiệm với công việc của gia đình anh quá vậy?
tôi thả con tép để bắt con tôm. Tôi ích kỷ bây giờ là để khi mà tôi tìm được kho báu rồi, tôi sẽ làm cho hàng ngàn người có công ăn việc làm, và sẽ rất là nhiều người không phải khổ nữa, cô hiểu không? Nói miệng như anh á thì ai mà chả nói được. Nè, cô dám nói vậy hả? Tôi nói không đúng hả? Đúng cái gì hả? Cô, tôi không thèm nói chuyện với cô nữa. Làm như tôi thèm nói chuyện với anh vậy đó. Nè, hai đứa gặp nhau là ghét nhau sao vậy? Muốn nói chuyện gì vô nhà nói. Đúng rồi đó, xương lạnh hồi bệnh đó. Dạ thôi con xin phép con về luôn à. Cô nhớ là ngày mai đó nha, đúng giờ nghe chưa. Cô về đây không tiện nha. Đúng giờ đó. Quá. Dậy Quà ơi. Đại ca ơi, đại ca coi nè. Đại ca, mình còn sống đại ca ơi. Đại ca làm gì vậy? Tụi bay, cái hố đây đâu rồi? Cái quái quỷ gì hả? Đại ca ơi, vậy là đại ca có quý nhân phụ trợ rồi. Đại ca, đại ca. Thôi, để đi, lên đường, đi tiếp, đi. Đi tụi bay. Trời ơi, nắng quá. Con chào ba. Ba, nhỏ Quyên sáng nó bảo nó dọn phòng cho con mà nó không dọn gì hết, đúng là làm biếng. Nó còn công việc của khách sạn nữa, những việc con làm được thì đừng trông chờ vào người khác. Dạ con biết rồi. Ba chờ đợi câu trả lời của con hơi lâu đó nghe. Dạ, tại dạo này con hơi bị nhiều việc à. Việc gì? Không có gì để nói phải không? Có. Ý con là có. Đừng để tới lúc ba không còn lòng kiên nhẫn nữa đó. Từ từ ba. Con, tại vì công việc của con chưa đạt kết quả tốt, con chưa thể nói cho ba biết lúc này. Nhưng mà khi mà... Thôi đi. Ba hết chịu nổi cái kiểu úp úp mở mở của con rồi. Ủa? Mẹ. Anh ở đây hả? Em kiếm anh từ nãy giờ đó. Thôi, hai cho con xuống ăn chè đi. Không ăn là em giận đó. Đúng. Ba, xuống ăn chè đi ba. Con ngồi im đó đi. Anh không còn tâm trí nào để mà ăn nữa. Cái thằng này. Mẹ, đâu? Lại chọc cho ba giận rồi phải không? Đâu có đâu. Con đó. Không biết mau xin lỗi ba nữa. Dạ. Ba, con sẽ cố gắng mà ba. Ba xuống ăn chè đậu đỏ đi ba. Xin lỗi ba đi. Con xin lỗi ba. Anh à, con đã xin lỗi rồi. Thôi, xuống ăn chè đi. Đi mà. Dạ. Con cũng ăn chè luôn. Tao thấy chỗ này đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa đâu.
Chỗ này nó như vậy lâu rồi đại ca ơi. Không có một bóng người, không có một bóng cầu bè. Mình đang đi vào một thế giới khác rồi đại ca ơi. Đại ca ơi, ở đây sao không thấy gì hết vậy? Em sợ quá à. Thì xung quanh đâu có gì hết. Đại ca ơi, đại ca ơi, đại ca nhìn nè. Quá, mày khùng rồi sao mày ăn mấy cái dải này hả? Bởi quá, mày đâu quá, mày không thấy đường hả quá? Không phải, cái cây này là cây nước ngọt á. Nó mà sống được ở đây, chứng tỏ có mạch nước ngọt nằm ở dưới này nè đại ca. Mày cũng thông minh đó nha. Đại ca, nếu mà mình đào theo rễ cây của nó, biết đâu có mạch nước ngọt nằm hả đại ca? Ừ, đào đi. Đánh trả, để tao. Lẹ lẹ đi đại ca. Để phi nhau đào đi. Anh làm gì vậy? Tôi nhịn cô đủ rồi nha. Ủa thì sao? Không nhịn được thì sao? Không có tôi, anh đi được chắc. Được rồi, cô chuẩn bị xong chưa? Đi luôn nha. Đi gì mà đi? Bộ anh không biết hôm nay mẹ anh bận hả? Không ai quản lý khách sạn hết nè. Sao cô không nói nhỏ lan coi? Tôi sẽ nói mẹ tôi cho. Cái vấn đề ở đây á là có cái đoàn khách nước ngoài tới, tụi nó không ai thông thạo tiếng Anh hết. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao mà xử lý kịp thời được? Có gì đâu mà không xử lý được. Có mỗi cái việc thu hộ chiếu của người ta rồi đưa cho người ta cái chìa khóa thôi, mà không làm được thì làm cái gì? Tôi không ngờ anh vô trách nhiệm như vậy đâu nha. Nếu ở khách sạn ai cũng như anh á thì chắc là khách sạn không có uy tín nữa đâu. Người gì mà kỳ cục à. Tôi chỉ gợi ý như vậy thôi. Còn cô á, cô đừng có tưởng tượng xa quá. Thôi mệt quá, tôi đi đây. Nè, cái gì? Cô chưa nói với tôi là bao giờ đi được mà. Sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Nè, cô phải trả lời đi chứ. Tôi không có đi với người thô bạo nha. Vừa phải thôi chứ. Tôi thô bạo hả? Nè, cô không đi, cô không cần thì thôi, tôi tự đi một mình. Tao mệt quá, tụi bay thay nhau đào đi. Dạ. Em có mang sẻn nè đại ca. Một lần chứ, hai là xong. 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 Một lần chết. Đại ca ơi, có nước rồi. Bác qua đại ca ơi. Đây là sống rồi đại ca ơi. Cái gì vậy đại ca? Vị trí của viên ngọc rất cần mạch nước này. Nè cầm đi. Tụi bay,
Để đi. Dạ. Chắc chắn rồi, lấy cho cha cái cuốc. Cha. Cha để con. Con với Hải có chuyện gì hả? Ủa, sao cha biết? Nói vậy là cha nói đúng rồi sao? Ảnh thiệt làm con tức chết mà. Sao, có chuyện gì? Kể cho nghe coi. Ủa, hai đứa có tình cảm với nhau rồi hả? Trời ơi, cha đừng nói vậy nha, có đâu nha. Vậy tại sao con hậm hực với nó? Sao mệt quá à? Con không thích nói tới cái thứ người đáng ghét như vậy nữa. Cô tỉnh thôi. Cái gì? Sao? Sao? Bây giờ tỉnh chưa? Về đi. Tỉnh đây làm gì? Tôi xin lỗi chuyện sáng nay. Tôi hơi khó tính. Nè, bỏ qua nha. Sao cô? Thôi được rồi. Vậy tôi phải làm gì để cô bỏ qua cho tôi bây giờ? Làm gì là làm gì? Làm gì chẳng được. Thì không? Tôi là đàn ông con trai, không bao giờ nói hai lời đâu. Nè, tôi hết Dương Tiêu đi. Hả? Cái gì? Trời. Muốn tôi đi sớm cùng á, thì lo mà tưới đi. Trời ơi. Nhanh lên. Tới đây. Cô ác lắm. Bên kia kìa. Cô giỏi đấy chứ. Tôi có cùng với cô đâu. Đại ca ơi, đại ca. Hả? Em thấy ớn lạnh quá đại ca ơi. Tao không ngờ một vùng đất hoang sơ mà lại có một khu rừng rậm trù phú như vậy. Thôi, đi tiếp đi. Cái gì đây? Đại ca ơi, em có một viên ngọc rồi đại ca ơi. Gặp đẹp quá à. Đại ca. Đại ca. Đại ca, nhìn nè. Mẹ đó, đây đâu phải ngọc chứ. Có khi nào ngọc ngọc trong đá không đại ca? Đập thử đi đại ca. Đẹp quá. Tránh xa đó. Ha ha ha!
một xíu đi đại ca. Qua đây, qua đây. À. Ngập liền rồi. Ngập. Còn 1/5 chặng đường nữa. Tiếp theo rừng rậm âm u quá đại ca. Đại ca ơi, giờ nó chắc thú dữ nhiều lắm á đại ca. Sợ quá à. Mẹ nó, đi tới đây đã trầy da tróc chảy rồi, giờ mình còn đi tiếp nữa. Đại ca, nếu mà mình không chuẩn bị kỹ, có khi còn cực hơn lần này nữa đại ca. Đại ca, khỏi mất công đi tìm, hay là mình tìm cách phóng tay trên tụi nó. Wow, mày thiệt là hiện đại đó nha. Tao nói đúng á đại ca. Mình đợi tới lúc mấy đứa kia kiếm được mấy viên ngọc á, lúc đó là mình thử tụi nó là trong tay của đại ca mà. Thử thằng Hải đi. Nhưng cá cắn thì không được. Dạ. Đại ca nói sao rồi em nghe vậy à? Thôi, quay lại đi. Ở đây nè. Lẹ lẹ đi mà. Đang nói một từ chắc. Sao? Tụi bị no chưa? Ừ. No quá đại ca. Bây giờ mày xem có thằng Hải nó ở đâu. Đúng không? Mày ăn xong đi, tiến qua nhà thằng Hải thám thính xem có thế nào nữa chưa. Ê, sao bắt em đi hoài vậy? Mày cãi lời tao à? Không có dám. Thôi, ăn đi, xíu rồi đi. Dạ. Để đi. Nè, vị trí tiếp theo á là ngọn núi cao nhất đảo. Trên đó có chùa Sương Mù. Anh lên đó thì phải cẩn thận lắng tiếng nói nghe chưa? Tôi biết rồi, nhắc hoài. Nhắc hoài cái gì? Nhắc con câu à? Đại ca, em nói như vậy hoài hả? Trời nắng quá à. Mày thấy chừng tụi nó hả? Mày từ từ thôi. Dạ.
đừng có nói là đường bằng anh em không được, đường núi đi không được, không biết bơm, chẳng biết lái xe luôn nha. Bộ cô tưởng đường núi dễ đi lắm hả? Trước nặng, sau nặng, không loạn choạng mới lạ. Loạn choạng cái gì? Anh không biết thôi đó chứ, một năm nào mà tôi trả lên chuồng, mang theo cả một đống đồ cúng luôn. Anh chở tôi là còn nhẹ nhàng đó. Thông minh quá ha, tụi mình đi so sánh với đồ cúng. Hả? Thôi mệt quá, tập trung vô đi. Cô có đánh đổ đồ cúng cũng đâu có sức khỏe gì đâu. Mà đồ cúng cũng đâu có biết kêu ca đâu. Trời ơi, tôi đã nói với anh rồi mà. Cô có sao không? Kéo tôi lên đi, tôi có phải bao tải đâu mà không biết đau. Đó, ai bảo cô hả? So sánh cô với đồ cúng làm gì? Thôi đi. Nè cô chở đi. Đúng không?